Trung Hội Tiger hôm nay sẽ quay cái video về trận chiến giải đấu sinh nhật Girl Game để up cái kênh YouTube của mình để cho các anh em xem. Thì mấy ngày nay là Trung Hội Tiger cũng cảm giác trong người như không được khỏe nên không có những cuộc livestream về những trận chiến lâu dài để cho các anh em xem. Thì trận chiến trong giải sinh nhật Girl Game lần này thì Trung Hội Tiger chỉ đạt thành tích là top 50 chứ không có được cái huy chương nào hết. Và trong những trận chiến thì mà Trung Hội Tiger cũng gặp những đối thủ mạnh và những đối thủ yếu. Và trong những gặp những đối thủ mạnh thì Trung Hội Tiger có thắng được một hai người. Và đặc biệt là cái video hôm nay là Trung Hội Tiger sẽ quay cái video gặp một tài khoản 27. Anh ta rất nổi tiếng là Ibrahim. Thì tài khoản Ibrahim này anh em cũng đã biết rồi. Nếu mà ai có chơi tinh tướng thì anh em cũng đã hiểu là tài khoản này cũng rất mạnh. Nhưng mà mình sẽ quay cái video này để cho các anh em xem mà anh ta có thật sự là mạnh hay không, để cho các anh em thấu hiểu về cách đánh của mình. Thì trong cái giải đấu thì mình không biết là đối phương là ai, nhưng mà tùy vào mình bắt nhịp trận chiến tốt thì mình có thể là giành chiến thắng, chứ không phải là tài khoản mình yếu mà mình sẽ thua nha các anh em. Thì trong trận chiến này mình sẽ quay cái video cho anh em xem. Thì Trung Hội Tiger chơi cái game này là cũng không phải là người chơi giỏi. Trung Hội Tiger đánh là bữa đực bữa cái nha các anh em. Nói chung là đánh bữa đực bữa cái, bữa nào mà sung sức thì có thể là đánh trận chiến hay. Và hôm nào mình đánh thua hoài các anh em cũng xem livestream của mình là anh em cũng đã biết rồi đấy. Thì không để cho anh em chờ đợi lâu nữa là Trung Hội Tiger sẽ vào trận chiến liền cho các anh em xem. Thì mình sẽ phát video này với cái bản đồ rừng này, thì cái phần phía sau thì nó có nhiều cái lợi thế, mình sử dụng Vitesse đi combat. Với khởi đầu trận chiến là anh em cũng không thể nào biết đối thủ là ai, chỉ biết là gặp xanh hay gặp đỏ thôi. Khởi đầu trận chiến là nếu mà anh em sử dụng lính trinh sát để đi trinh sát các tranh chấp các vị trí hoặc tài nguyên ở các vị trí trên map bản đồ thì mình sẽ biết là đối phương mạnh hay yếu. Lúc này một con lính đỏ đã chạy tới ngay vị trí này thì mình nghĩ là đối phương là một tài khoản mạnh, nhưng mà anh ta chưa biết là anh ta sẽ nâng cấp lên nhà như thế nào. Anh em phải với cái giải đấu sinh nhật Girl Game lần này là khi mà cũng đã xong rồi, cái video này thì mình phát cái video này là có lẽ là hơi chậm nha các anh em. Lúc này một đơn vị lính của mình đã đi trinh sát thăm dò luôn tài khoản đỏ này. Lúc này đối phương đang sản xuất một đơn vị hero 1 của tài khoản đỏ nha. Mình thì mình sử dụng tài nguyên của mình vào nâng cấp lên nhà, vì đơn vị hero của mình là thật sự là chưa mạnh mấy nha các anh em. Chưa mạnh thì mình chưa sử dụng, mà khi mà mạnh thì mình sẽ sử dụng hero nhiều một chút để có những cái đơn vị hero để chiến đấu cho các anh em xem. Lúc này mình sản xuất một đơn vị máy bay 1 để đi đánh những con lính núp lùm. Lúc này những đơn vị lính núp lùm mà rất nhiều nha các anh em. Đây các anh em thấy khi mà đối phương thấy mình có một đơn vị máy bay đi thăm dò thì anh ta sử dụng lính đi ra trinh sát luôn. Lúc này anh em cũng đã thấy rồi. Thì mình sử dụng luôn cái một đơn vị hero 1 của mình để đi thăm dò luôn, sẵn xem nhà đối phương tốc độ lên nhà của đối phương là chậm hay yếu nha các anh em. Lúc này đối phương đã cho một đơn vị hero để lui về thủ vị trí gần nhà này. Thì một đơn vị hero máy bay 1 của mình đã đến trinh sát xem vị trí nhà của đối phương. Lúc này đối phương đã có những đơn vị lính thủ ngay vị trí này cũng khá nhiều mà anh ta chưa có sử dụng lính để đi thăm dò. Lúc này đối phương đã nâng cấp lên nhà quy cấp 4 và nâng cấp 2 nhà xe chuyên dụng và 3 nhà xe chiến đấu. Lúc này mình thấy là đối phương lên tốc độ lên nhà của đối phương là khá nhanh rồi. Thì mình chỉ mới có một nhà máy bay để sản xuất cho VTS thôi. Và mình vừa nâng cấp xong một nhà rút để sản xuất cho được một đơn vị rút tăng 3. Lúc này mình có 2 nhà máy bay. Thì hiện giờ là mình sử dụng item là sản xuất không quân. Thì item sản xuất không quân nặng sản xuất những đơn vị máy bay thật nhiều. Thì ngay vị trí phía sau này mình có thể sử dụng VTS để cấu rỉa. Thì chiến thuật của mình là mình sử dụng VTS để cấu rỉa về phía sau này. Nó có khoảng trống khá nhiều để mình có thể sử dụng VTS cấu rỉa nha các anh em.
Hiện giờ là mình chỉ có một nhà xe chiến đấu và một nhà xe chuyên dụng để sản xuất, nhà một đơn vị siêu thôi. Lúc này những đơn vị VTEC của mình cũng đã có khá nhiều rồi, khoảng 5 đơn vị VTEC. Mình chỉ cần 7 đơn vị VTEC thì mình sẽ đi cấu rỉa nha các em. Với đối phương là cũng có khá nhiều những đơn vị lính núp lùm. Đây mình cho những đơn vị VTEC của mình bay thẳng về phía sau này, thì những đường cái đường phía sau này thì đối phương sẽ thoát đi cái tầm nhìn của đối phương, và mình sử dụng những đơn vị VTEC của mình cấu rỉa. Lúc này mình các anh em thấy với 7 đơn vị VTEC thì mình cấu rỉa cái nhà chuyên dụng cấp 1 này là 2 phát thôi, nó đã banh rồi. Lúc này đối phương đã, các anh em thấy, mình cho các anh em luôn thấy luôn là đối phương hiện giờ đã có một đơn vị hót đang ra để trinh sát đó. Các anh em thấy, và ba nhà xe chiến đấu đi sản xuất nha, những đơn vị rút, những đơn vị tăng 3 Jaguar. Các anh em thấy đã xong nhà ba nhà xe chiến đấu rồi. Các anh em thấy với tốc độ lên nhà này khá nhanh, thì mình sử dụng những đơn vị VTEC của mình có. Mình đã phát hiện ra đối phương là về cái bộ giáp bọc nhà của đối phương là khá yếu, nên mình sử dụng VTEC của mình cấu rẻ luôn cái nhà xe chuyên dụng này, và mình đánh chặn luôn cái đơn vị hot của nó luôn. Em đã thấy đây, và khi mình phá xong hai nhà xe chuyên dụng thì lúc này đối phương đã xây trực tiếp là ba nhà xe chuyên dụng. Các anh em thấy đây, lúc này đối phương với số lượng tài nguyên của đối phương là khá dồi dào và có khá nhiều những đơn vị tăng 3. Và khi mình sử dụng những đơn vị VTEC của mình cấu rỉa xong những cái nhà xe chuyên dụng của đối phương là mình bắt đầu mình item bảo dưỡng hàng không. Mình bảo dưỡng hàng không để cho mình hồi phục cái nhiên liệu này các anh em thấy. Với khoảng trống phía sau này là các anh em có lợi thế là cấu rỉa, và đồng thời là mình phát hiện ra là đối phương giáp nhà khá yếu. Đó, với cái một đợt tấn công đầu tiên của mình là mình thấy là đối phương là giáp nhà khá yếu đi. Nên mình với chiến thuật của mình là mình sử dụng khoảng 10 đơn vị VTEC của mình cấu rỉa vào cái nhà HQ9 luôn. Mình sử dụng VTEC của mình cấu rỉa vào nhà HQ9 luôn, vì mình phát hiện ra đối phương là giáp nhà là yếu đó các anh em. Đó, nên mình sử dụng VTEC của mình cấu rỉa vào nhà HQ9. Lúc này đối phương đã đang nâng cấp lại cái một nhà khói và hai nhà xe chuyên dụng để sản xuất ra khá nhiều những đơn vị xe chuyên dụng nha. Đối phương không ngờ là mình sử dụng VTEC của mình cấu rỉa vào cái nhà HQ9, vì mình phát hiện ra đối phương là khá yếu về bộ giáp. Và khi mình cấu rỉa xong nhà HQ9 để cho đối phương là ngưng đi sản xuất những đơn vị để bắt đầu mình bảo dưỡng item, sử dụng item bảo dưỡng hàng không tiếp tục nha các anh em. Lúc này khi mà nhà HQ cấp 4 của đối phương đã bị mình công phá rồi, thì đối phương sẽ ngưng sản xuất được những đơn vị quân lại. Thì mình bắt đầu là mình đẩy quân của mình, những đơn vị rút có ở nhà và những đơn vị siêu để lên tấn công. Và khi rút của mình, rút và siêu lên tấn công thì bắt đầu mình sử dụng VTEC combat tiếp nha các em. Đây, bắt đầu mình cho VTEC combat trực tiếp vào vị trí phía trước nhà luôn. Đây, các anh em thấy là đối phương đã thấy rồi, đối phương đang rút những đơn vị cơ giới của mình về. Lúc này đối phương chỉ đang lên nhà nhưng mà thiếu điện, đối phương bị thiếu điện nha các anh em. Lúc này đối phương cũng thiếu điện nhưng mà anh ta buộc phải sử dụng item điện để nâng cấp điện thêm. Lúc này mình sử dụng VTEC của mình cấu rỉa vào cái nhà xe chuyên dụng này để ngưng đi cái con khói của nó sản xuất ra. Lúc này đối phương đã mất đi nhà khói, đối phương chỉ còn xe thôi. Đấy, thì bây giờ bắt đầu là mình đẩy những đơn vị rút của mình lên để tấn công. Thì những đơn vị lính núp lùm rất nhiều nè, các anh em thấy lính núp lùm rất nhiều. Đây, lính núp lùm rất nhiều luôn, bắt đầu anh ta rút quân về. Và với chiến thuật của mình khi mà tấn công vào nhà đối phương là bây giờ là mình có chiến thuật mới, là mình sử dụng những đơn vị rút của mình có để đánh vào những cái con nhím của đối phương. Đây, các anh em thấy mình sử dụng rút, mình bắn vào nhím thôi, mình không có đánh vào Jaguar, và mình sử dụng rút của mình để đánh vào nhím. Đây, mình đánh vào nhím và mình sử dụng VTEC của mình để mình cơm bắt những đơn vị hot của nó và đánh những đơn vị Jaguar. Thì khi đối phương mà chết đi những đơn vị phòng không thì đối phương sẽ yếu đi, mình có thể sử dụng những đơn vị VTEC của mình đánh trên không trung thoải mái nha các anh em. Thì với trận chiến này là mình cũng quay cho các anh em xem và các anh em đã biết rồi. Thì gặp một đối phương với tài khoản cao và một người có kỹ năng cao,
Nhưng mà trong cái giải đấu thì nó khác với trận B và B. Giải đấu thì nó khác hoàn toàn nha các anh em. Giải đấu mà anh em chiến đấu mà khi mà gặp một đối phương mà đánh với chiến thuật khá tốt thì có thể mình sẽ bị lép vế. Mình bị lép vế đối phương một phần. Vì do là mình nghĩ là đối phương là một người chơi mạnh và một tài khoản cao. Nhưng mà thật sự trong giải đấu là nó khác biệt hoàn toàn. Còn B và B thì khi mình gặp tài khoản này chưa chắc mình sẽ đánh lại. Nhưng mà giải đấu thì mình không biết đối phương là ai. Mình chỉ chơi hết mình thôi, thua thì thôi nha các anh em. Và kết thúc cái video này là mình cũng cảm ơn các anh em đã xem những cái video của mình. Trung Hồ Tiger cảm ơn tất cả các anh em đã xem những video của mình nha. Kết thúc video là khi mình cũng nói luôn là Trung Hồ Tiger sẽ có thời gian đây và Trung Hồ Tiger sẽ like lại để cho các anh em xem về những trận chiến live stream. Mình đánh hên xui thôi nha các anh em, không phải là mình đánh một người chơi có kỹ năng cao, nhưng mà khi mà mình bắt nhịp trận chiến tốt thì mình có thể giành chiến thắng. Bye bye các anh em nha.